Các bác ạ, cái mọn 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 này là nó đủ nhiệt, cái nó ngủ như cho con luôn này. Đấy. Đủ nhiệt ngủ như cho con luôn. Đó. Đây hẹn khách đến nhà lấy 10 con này. Đấy, 15 con. Đấy. Đấy, quý vị và các bạn, hôm nay là mình chuyển rất là nhiều con giống đà điểu cho các bác. Kêu. Xe chuẩn bị đến tận cổng. Cái xe bà chị xe đỏ chuẩn bị đến tận cổng. Chuyển đi rất xa. Rồi mình chuyển xuống văn phòng Hà Nội chuyển đi nước ngầm để đi chuyển sang Lào, chuyển đi miền Nam, đi miền Nghệ An, miền Trung. Rất là ok luôn.